Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay Quý Nguyễn sẽ giới thiệu với các bạn anh em chúng ta những đôi loa JBL L5. Hôm nay mình có hai đôi các phụ kiện kèm theo đế loa e căng đều đẹp đều zin nha. Đây là những cái đế loa này mình sắp sẵn ra chứ mình không gắn vào vì vận chuyển mấy cái này xây dịch mấy cái này mình phải bảo quản, nó bằng nhựa mà đấy. Và đây là lưới của nó, e căng của nó, hai cặp e căng, một cặp để bên kia. Đôi loa L5 là đôi loa dòng đôi loa đàn em của anh L7 này, L1, L3, L5, L7. Tất cả những đôi loa của hãng JBL nó sản xuất cái dòng anh L. Thì đôi này là lớn thứ nhì. Đôi này có màu màu gỗ này, gỗ lạng. Đôi màu đen cũng là gỗ lạng các bạn ha. Đôi cờ đen cũng là gỗ lạng. Vâng. Và hai đôi này đều hoàn hảo, đều đẹp, đẹp kem. Chúng ta có thể xem chi tiết qua một tí. Đôi loa này chép titanium mic 14 và có một mic bass và một bass 20 ở phía dưới. Bass 20 là nơi mà đấy, đôi loa đẹp, đẹp hoàn hảo luôn nha, rất đẹp. Vâng, và cái chép này trong dòng JB họ dùng rất nhiều. Kể cả như chiếc loa trong kia kìa, các bạn nhìn thấy đó là JBL 80T, cũng là cái chép titanium 035 Ti này đấy. Và cái mic này cũng vậy, cái mic này thì mic mic 5/10 phải đấy. Rồi ok, vậy bây giờ chúng ta xem sơ qua cái amply Marang này. Amply Marang mặt mũi mặt mày đẹp ken, Marang 1150. Con này phối loa JBL thì phải nó khỏi chỗ chê, khỏi phải lăng tăng ha. Bây giờ chúng ta mà dùng cái chiếc âm ly này mà phối những cái loa JBL hay là loa Luckman rất rất hay. Và chiếc âm ly này nó chạy sò nhôm, sò Motorola nhôm chữ F. Vâng. Và bây giờ chúng ta cùng xem nội thất của chiếc âm ly này trước khi chúng ta nghe một bản nhạc nha. Vâng, xin mời các bạn cùng Quý Nguyễn xem nội thất của chiếc âm ly. Còn hai đôi loa thì mình cũng có làm một cái clip tháo ra rồi, cho nên mình bây giờ mình khỏi tháo ra nha. Các bạn có nhu cầu thì mình sẽ gửi chi tiết qua cho các bạn chúng ta cùng tham khảo. Vâng, xin mời các bạn cùng Quý Nguyễn. Vâng, bây giờ Quý Nguyễn tháo cái chiếc âm ly Marang 1150 tháo ra, tháo cái vỏ gỗ để dưới này. Và chúng ta cùng khám phá phía bên trong của nó nha. Con 1150 với con 1150 MK2 thì có nó cũng hay nhầm lẫn lắm nha, vì nhìn nó giống nhau, nhưng mà con 1150 MK2 thì phía trong cái hộp này có cả tụ nữa nha. Đấy, và các bạn bây giờ các bạn xem nè. Con này là cũng khá là có hai đời nha. Có một đời là nó chạy sò khác Motorola, còn con này là đặc biệt là con này chạy sò F này, chữ F Motorola. Sò này thì cao cấp hơn, rất nhiều người thích hơn. Sò này nó hay chạy trong những cái con mixtop ạ. Motorola chữ F. Đấy. Và hai con Marang mà 2275 nó cũng chạy Motorola chữ F này nha. Chữ F thì người ta thích hơn. Đấy, các bạn xem phía bên trong. Hai cái bo công suất này, cái bo công suất bên này nhìn qua. Khá đẹp. Khá đẹp phải không? Đấy. Rồi mình chỉnh chuẩn lại. Và mình chỉ cần quay cái mâm là các anh em mình thấy rõ. Còn cái bo công suất phía bên này mình cũng nhìn bên này lại rất mới ghê luôn. Và bây giờ mình lấy luôn cái nắp này ra, mình lấy cái nắp này ra để anh em chúng ta cùng xem. Lấy cái nắp ra rồi mình lấy cái nắp để em trên này rồi này, chúng ta cùng khám phá phía bên chiếc bên này luôn các bạn. Những cái bo rề của nó khá đẹp, chỉnh chu ha. Những cái dây của nói chung là cái âm đây còn cực kỳ đẹp luôn đấy. Sáng bóng luôn. Rồi mà chúng ta còn quay một vòng nữa. Ok, rất đẹp. Xong đó là chúng ta xem phía dưới đáy nè. Nhớ là cái âm đây là sò chữ S các bạn nha. Rồi mình xem, hồi nãy mình xem cái này rồi, bây giờ mình xem lại một lần nữa nè. Hai chậm loa rồi, bây giờ các bạn chờ mình tí, mình lật cái đây lại để xem phía dưới.
Vâng, như vậy mình đã ấp được chiếc ốc ly lại và mở mấy con ốc các bạn này. Thì riêng từng ốc, mở cái ốc bỏ ra đây rồi. Và mình lấy cái nắp ra, các bạn chúng ta cùng chơi. Đây, khá đẹp. Đẹp không chủ chi, phải nó đẹp kem ha. Chúng ta cứ soi từng chi tiết một. Đây, những cái dây điện mà các bạn nhìn thấy nó, anh em chúng ta thấy nó mới như vậy là biết rồi, nó rất mới, rất đẹp. Quá đẹp cùng ha. Một chiếc công ly phải nói là chơi chứ những cái hàng mà nó mới như thế này các bạn thấy sướng lắm ha. Đấy. Nhìn bên này, nhìn qua này, công suất của này. Cái công suất này nó cũng giống cái công suất 2275 các bạn nhé. Vì mình cũng có cái 2275 nữa. Đấy, rất đẹp. Rồi, ok. Vâng, con ly này giá ra đây của nó là 15 triệu các bạn nha. Để mình bỏ vào. Cứ bỏ vào cho nó chín chu luôn. Vâng, như vậy là sau khi cho chúng ta xem xong cái ngoại thất của chiếc âm ly Marang 1150 và ngoại hình của hai đôi loa JBL L5, đôi loa màu vàng và đôi loa màu đen, thì bây giờ xin mời các bạn cùng nghe một ca khúc phối ghép giữa cái âm ly Marang 1150 và với đôi loa JBL L5 cực kỳ hợp nha. Chiếc công ty này nó hay hơn đó là nó chạy sò Motorola, sò nhôm mà sò ép đó các bạn. Bây giờ xin mời các bạn cùng nghe nè. Tựa tấm áo đã thay màu anh lại từ
Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, và quý vị sẽ báo giá luôn đôi loa JBL L5 màu vàng. Đôi loa này giá 14.500.000 và đôi loa JBL màu đen với giá là 13.500.000. Tất cả có chân đế zin luôn các bạn ha. Rồi, và chiếc âm ly Marang 1150 giá 15.000.000 đồng. Vâng, tất cả sản phẩm đều đầy đủ các chức năng và những phụ kiện kèm theo, lưới căng, tất cả đều đẹp nha. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn những clip lần sau.